Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay thì hàng tiếp tục có hàng. Cái mẫu bát 30 lb và 40 lb của JBL em hết hàng một tháng nay rồi và hôm nay tiếp tục có hàng. Đây là dòng củ từ neo, dòng bát xịn cho tất cả các bác đi làm sự kiện Asai lấy tiếng ca. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu về một đôi bát 30 và 40 hàng về và giới thiệu cho tất cả các bác để các bác có nhu cầu các bác lấy tiếng ca làm loa monitor dựng loa Asai có thể liên hệ cho em với cặp bát 40 lb JBL và 30 lb JBL. Đây là hàng mang thương hiệu JBL màng đằng sau sần của nó đít nhọn, củ trắng và từ bi. Các bác lưu ý đây là củ từ bi, xương nhôm đúc uốn cong. Bát 30 gân vải thẩm dầu 3 gân và màng xếp ni lượng sóng. Côn của nó côn 76 các bác nha, từ neo, từ bi. Đây là một dòng bát cực kỳ chất lượng và ra tiếng ca sáng, bi của nó màu trắng. Bích thép trắng và bi của nó được đan rất khít, hàng đẹp. Đây là cặp bát 30. Còn đây là cặp bát 40. Cặp bát 40 màng cũng xếp ly và gân vải tẩm dầu 3 gân. Màng đằng sau của nó sần. Màng đằng sau của nó sần và mang thương hiệu là JBL. Con này cũng đít nhọn và củ từ là củ từ bi. Đấy. Củ từ bi các bác nhá. Côn 76 từ neo bi với cái cấu hình như thế này. Thì các bác đi làm loa Asai thì cho tiếng ca rất sáng. Đặc điểm là khi mình vận chuyển nó sẽ nhẹ và hát thì tiếng mic của từ leo thì các bác khoảng nghĩ luôn và cái dòng này chất tiếng của nó rất tốt. Với cái cặp bát 40 lb JBL của nó là 3,4 triệu một cặp được bao ship và nhận hàng kiểm tra thanh toán. Và tiếp tục là cặp bát 30 với giá là 3,1 triệu một cặp được bao ship và nhận hàng kiểm tra thanh toán. Và các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho em. Và hôm nay em làm clip để thông báo hàng về. Và các bác xem video đừng quên tặng like và chia sẻ cho Tùng Nguyễn Audio nha.